cô gái này thật là đảm đang, không chỉ cố tình gợi tình trước mặt nam chính, còn cố ý bôi mật lên đùi. Sau đó lại dùng mật đó đưa lên miệng múc ngon lành như ăn kem, mọi thứ diễn ra đã làm nam chính mất ngủ cả đêm. Cô gái đốn lừng này thật ra muốn làm gì anh ta vậy? Nam chính tên Duy, là một anh chàng đen hơn cả bông cau. Khi yêu bạn gái thì bị lừa chơi đã rồi chia tay, khi đang viết sách cho một bộ phim truyền hình thì bị giám đốc trực tiếp sa thải. Sau khi đổ vỡ tình cảm và mất luôn cả việc làm hiện tại, Duy rất buồn nên đã muốn gặp mặt bạn gái cũng muốn nối lại tình xưa, nhưng người mà anh yêu bấy lâu hóa ra là một trapper hàng hiệu. Nhưng mấy ngày sau, nhà sản xuất đã tìm đến anh ta và nhờ thay đổi lại kịch bản chương trình, thế méo nào mà anh ta vẫn nhận lời. Vì ở nhà không có hứng nên anh lái xe đến một ngôi làng nhỏ hẻo lánh, nhưng trên đường đi thì xe bị hỏng. Duy muốn tìm một căn trọ nhỏ ở tạm nhưng căn phòng hoang sơ mà anh tìm được phán với mức giá trên trời là 30.000 won một phòng. Xung quanh đây vẫn còn nhiều người khác cũng thuê phòng. Đúng lúc này, Duy nhìn thấy một cô gái trẻ phía bên kia, cô gái đó tên là Mikami, nhìn cô gái trẻ quyến rũ tràn đầy sức sống, Duy cũng thích nên quyết định sống ở đây. Nửa đêm đang viết bản thảo, anh ta lại nhớ lại người bạn gái cũ, rõ ràng bị mất đời trai mà giờ còn bị đá, đúng là cay hết chỗ nói. Đâm vừa định mắng bạn gái cũ thì cô ta đã cúp máy. Lúc này, Duy phát hiện Mikami đã đi vào phòng tắm. Duy tò mò nên muốn nhìn xem tình hình thế nào. Hôm trước, khi Duy đang tắm, anh ấy vô tình tìm thấy một cái lỗ trên mái nhà. Vì vậy anh đã quyết định ngồi chờ Mikami vào tắm. Vì đó giờ chưa nhìn thấy con gái tắm bao giờ. Khi Mikami đi vào, anh lặng lẽ trèo lên mái nhà. Tất cả những gì trên thân thể cô gái đều bị Duy nhìn thấy hết. Vì ở trọ không có internet nên sau khi viết xong bản thảo, Duy nhờ quán internet chuyển bản thảo cho nhà sản xuất. Trên đường đi, anh ấy gặp Mikami cũng đang đi cùng chiều, thấy cũng thuận đường cô đã đi nhờ. Cô ấy còn muốn anh đợi đến khi cô quay trở lại để cùng về. Nhưng Duy đã đợi rất lâu sau khi xong việc mà Mikami vẫn không quay lại, vì vậy Duy đành phải ra về một mình. Khi anh trở lại thì đã thấy Mikami đã ở nhà. Anh ta hỏi đến buổi chiều đã xảy ra chuyện gì nhưng cô ta không giải thích gì, cô chỉ thể hiện ra khuôn mặt bé từ giấm của mình. Đã vậy còn cố tình uốn éo dạng chân để khiêu khích nam chính, cô cũng bất ngờ tháo luôn cúc áo ra trước mặt anh ta. Bản chất của một người đàn ông khiến anh không kiềm chế đưa tay ra, còn chưa làm ăn được gì thì cô bé đã chỉnh tề lại. Ngày hôm sau, Duy rời đi, trước khi rời đi, anh ta lấy một chiếc quần của Mikami. Sau khi trở về nhà, Duy luôn nghĩ về Mikami khi anh ấy xông hơi với bạn bè ngày hôm đó, người bạn nói về việc yêu một cô gái đã thành công cua được một cô gái mới lớn. Nó dường như đang cổ vũ cho Duy. Vì vậy, Duy lấy hết can đảm thu dọn đồ đạc và đi tìm Mikami, và quyết định tìm cảm hứng để viết một bản thảo mới ở đó. Nhưng vừa đến nhà nghỉ anh đã thấy Mikami chạy ra ngoài khóc, và người chú đuổi theo cô đã tát cô rất tàn nhẫn. Buổi tối hôm đó, hai người cùng nhau xem TV, nhìn Mikami rất vui vẻ, qua tấm gương phản chiếu từ TV, Duy nhìn thấy Mikami đang cố tình vén váy khoe bẻm trước mặt mình, hôm sau còn cố tình đổ mật ong lên đùi. Sau đó nhìn chằm chằm vào Duy chăm chú và liên tục múc mấy ngón tay còn đang dính mật, nhưng bộ dạng lại đầy tính khiêu gợi. Duy dù cố gắng trấn tĩnh, không là đi tù như chơi, nhưng anh cũng bất giác le lưỡi ra muốn liếm. Mikami nói với anh rằng, cô thường đến một sườn đồi gần đó và khỏa thân cảm nhận gió thổi qua cơ thể. Duy rất kinh ngạc, dù sao cũng không có bao nhiêu người dám để trần truồng ngoài trời vào mùa đông. Những hành động khiêu khích đều là tín hiệu bật đèn xanh, nhưng Duy không biết và đã bỏ qua vô cùng đáng tiếc. Mặc dù Duy đã muốn đóng gạch với cô bé đảm đang này từ lâu, mọi suy nghĩ của Duy có lẽ đều đã bị cô gái nắm bắt được hết, hóa ra mình chỉ là thóc mà tưởng là gà. Trước khi cô rời đi, cô ấy mạnh dạn nói với Duy rằng lát nữa sẽ đi tắm, anh có thể đến tắm cùng. Ngày hôm sau, Duy đi theo Mikami đến sườn và thấy cô ấy thực sự cởi bỏ quần áo trên người, mắt Duy như được thiêu cháy và Mikami ngày càng quyến rũ Duy. Cuối cùng, đêm đó cô ấy đã bí mật lẻn vào phòng của Duy, hôn anh một cái và họ đã đóng gạch tới sáng. Nhưng ngày hôm sau khi anh tỉnh lại, Mikami lại lạnh lùng đi ngang qua, điều này khiến Duy tự hỏi liệu mình có nằm mơ đêm qua hay không. Vài ngày nữa, Duy phát hiện điện thoại di động và chìa khóa xe của mình bị mất, nên đã hỏi Mikami xem cô ấy có nhìn thấy không, đồng thời cũng mượn nhờ điện thoại bàn để gọi điện. Tranh thủ lúc đó, Duy cố gắng tìm hiểu xem chuyện xảy ra đêm qua có phải là sự thật hay không, nhưng lần nào câu trả lời nhận được cũng là chúng ta chưa từng ịt nhau, khiến Duy nghi ngờ rằng anh thực sự chỉ bị mộng du. Nhưng vào đêm đó, Duy tìm thấy chiếc xe của mình cách nhà không xa, anh đi lại gần vì thấy chiếc xe rung lắc dữ dội, hóa ra là Mikami đang chơi trò xếp hình bên trong. Hôm sau, Mikami lại xuất hiện trong phòng anh. Lần này, Mikami mạnh dạn nằm lên người anh và không ngừng buông những lời nói dâm đảng. Điều bực bội là khi Duy hỏi lại, cô ấy đã thẳng thừng nói rằng không có. Khi Mikami mang đồ ăn sáng cho anh, cùng lúc Duy cũng phát hiện ra rằng tất cả những thứ
mà anh ấy đã viết đều biến mất. Anh ấy suy sụp và gọi điện thoại để hỏi tình hình. Cuối cùng anh ấy cũng nhận ra, tất cả mọi chuyện là do Mikami sắp đặt. Mikami cuối cùng cũng thừa nhận rằng cô ấy đã lấy điện thoại. Rui tức giận đến mức không thể kiềm chế, nhưng mà là kiềm chế cậu nhỏ. Định hành sự thì ông chú lại xuất hiện, nhìn thấy sự khác thường của Mikami. Ông ấy liền quỳ trước mặt cô ấy ra và bắt đầu kiểm tra cơ thể cô ta. Rui trốn trong tủ sợ teo cả tờ zin, không biết chuyện gì đang xảy ra. Định thu dọn đồ đạc quay về Seoul, nhưng đi được nửa đường, Rui quay lại, vì có lẽ anh đã thật sự yêu cô gái ấy dù biết rằng mình đã bị dụ dỗ. Ngay cả chuyện Rui nhìn trộm cô lúc tắm cũng là do cô tự sắp đặt. Cả hai vừa đấu khẩu vừa đấu kiếm, thật ra là vừa đâm nhau. Sau khi người chú phát hiện ra, ông đã nhốt Mikami dưới tầng hầm. Còn Rui thì cũng đột nhập vào tầng hầm tìm cô, hai người ôm hôn thắm thiết, đóng gạch cũng mạnh bạo. Sau khi dục vọng qua đi, Mikami nói rằng muốn sống với Rui, liệu anh có thể giúp cô ấy giết chú không? Nhưng anh không đồng ý, nhưng nếu Rui không làm như vậy, Mikami sẽ báo chính quyền rằng Rui đã hấp diêm cô. Dù sao cô cũng có bằng chứng. Rui sợ tới mức muốn lập tức chạy đi, nhưng Mikami đã lấy chìa khóa xe của anh ấy. Đêm đó, Mikami xông vào phòng của Rui, bóp cổ anh và nói với anh rằng cô đang mang thai. Nếu anh không muốn chịu trách nhiệm, hãy đi giết chú cô ta, Rui không chịu được muốn bóp chết cô ta. Lúc này, người chú cầm liềm xuất hiện, lập tức lao vào vật lộn, hai người dùng dao chém nhau, người chú tức giận đỏ cả mặt, đấm Rui một trận tơi tả, đánh Rui cho đến khi mặt anh bê bết máu. Nhưng Rui dù sao cũng là một người trẻ tuổi, cuối cùng dùng sẻng táng ông ta đến mặt mày tối sầm, không thể động đậy, sau đó vội vàng chạy trốn. Anh tiếp tục chạy về phía trước, phía sau có một chiếc ô tô lao tới, không ngừng đuổi theo. Rui nhanh chóng bơi qua sông và bắt đầu chửi rủa ở phía bên kia sông. Anh ta lại chạy đi và trốn vào chiếc xe lần trước. Chậm rãi xoay người, không biết sau lưng có người đi tới. Tất cả những lời cô ấy nói đều vang lên bên tai anh. Anh cười một nụ cười ngờ nghệch. Còn Mikami trở về nhà với khuôn mặt đầy máu, vứt bỏ bộ đồng phục trên tường và treo một bộ đồng phục mới. Nhưng tên trên bộ đồng phục học sinh này hoàn toàn khác. Hóa ra cô ta là một sát thủ biến thái với danh tính luôn thay đổi. Kết thúc câu chuyện, một vị khách mới đến nhà nghỉ, trông như một người đàn ông khốn khổ, và khung cảnh lại thay đổi. Dưới gầm xe xuất hiện một bàn tay đeo nhẫn. Hóa ra Rui được chôn cất ở đây, và bộ phim đã kết thúc, nhưng sự cám dỗ chết người này còn lâu mới kết thúc. Cảm ơn bạn đã xem, tạm biệt.